Kim Mick phá kỷ lục tồn tại hơn 20 năm ở cúp C1. Kim Mick phá kỷ lục tồn tại 20 năm ở cúp C1 sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Bayern Munich vượt qua Arsenal để vào bán kết của gặp Real Madrid sau trận hòa Ai Đào ở Emirates cùng sáng bóng đá Đức nghiên chiến pháo thủ tại Alan Arena. Nhưng mai em cũng không có trận đấu dễ dàng và chờ đến phút 63 mới có thể phá vỡ thế quân bình với Arsenal nhờ pha đánh đầu từ cựu lưu gần của Kim Minh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp Bayern đi tiếp với tổng số là 3-2. Không chỉ vậy, họ còn đánh dấu đáng nhớ ở sân chơi C1 phá kỷ lục tồn tại hơn 25. Cụ thể là cú đánh đầu của Joshua Kimmich là bàn thắng thứ 31 được ghi ở tứ kết mùa này, phá kỷ lục 33 trận đấu được thiết lập ở mùa giải 2003-2004. Tám trận đấu tứ kết năm nay đã diễn ra thật hấp dẫn và kịch tính với tổng cộng 32 bàn thắng được ghi trước khi xác định cặp bán kết còn lại, thì PSG cùng Dortmund đã lấy vé. Con số là được là 29, tức là kém kỷ lục 1 bàn. Rodrigo của Real Madrid đánh tung lưới của Man City ở phút 12 đã san bằng con số 30. Sau đó tại Allianz Arena, Kimmich đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử C1 với bàn 31 ở vòng tứ kết và pha lập công của Kevin De Bruyne là bàn thứ 2 thứ 32. Đây là một con số rất cao, dự đoán còn lâu mới bị phá dục và vỡ ở vòng 8 đội mạnh nhất của sân chơi danh giá nhất châu Âu. Ở 8 giải năm nay, cặp đấu nhiều bàn thắng nhất là Barca và PSG 10 bàn với tỷ số là 3-2 và 4-1. Kế tiếp là Atletico của Dortmund 9 bàn với tỷ số là 2-1 và 2-4. Man City với Real Madrid 8 bàn, 3 đều và 1 đều. Ít nhất là Real Madrid với Bayern 5 bàn với tỷ số là 2 đều và 0-1. Hai cặp đấu